À, xin chào mọi người á. Đây, chiều nay thì mình trồng lại cái cây mai phôi này á, cây phôi mình mua cho với lại cây ở nhà thành cặp nè, mời mọi người cùng theo dõi á. Rồi nên tiến hành ta trồng á. Đây, cái phôi này nè, thấy nó kéo ke á, ta khui ra trồng á. Đây, cái này thì mình khui ra thì mình thấy cái phôi này là nó yếu dữ lắm, yếu rồi. Đó, nói chung là nó có thể là bứng lâu quá, hay biết làm sao đó, nó không có rễ bông á. Cái bầu này nói chung là có thể là bứng ở vùng đất ngập nước làm sao á, bứng ở vùng đất nó ngập nước. Cái bầu thì nó vẫn còn á, nhưng mà những cái rễ ở dưới nó bị thúi hết rồi đó. Mới đầu mình tính không có phá bầu á, nếu mà mình khui khởi ra vài cái mình coi phần ở rễ dưới đáy á, nó thúi hết rồi ha, phải cắt bỏ, phải xử lý, đục tới cái phần trắng luôn rồi trát keo lại ha. Hồi nào giờ mình trồng thì mình không có ngâm, không có xử lý thuốc á, những cây này thì phải xử lý, ba cái thuốc diệt nấm phẩn đâu ha, thuốc sát trùng đâu hết. Những cái cọng rễ nào nó bị thối á, ta cắt bỏ hết nè. Nói chung cây này thì cũng khó chịu nè, nó không có rễ bông á. Như cây phôi thì người ta thấy thì thấy như vậy thôi á, chứ không biết trong cái bầu nó là như thế nào nữa. Như kiểu đi mua phôi với mấy anh hay nói lời ăn lỗ chịu á, nhiều khi mua cái phôi có mấy chục ngàn à, bán mấy triệu á, lời ăn lỗ chịu thôi. Nói chung là bỏ công nó rất là nhiều á, nên nguyên cái rễ bự ra, nguyên cái rễ bự giống như cái rễ thúi hết trơn ha. Nè, cắt phải dùng cưa mình cắt, dùng đục mình đục á, trát keo đầu lại, không có rễ bông á. Cái cọng rễ bự thiệt là bự á. Cây này có thể là đó người ta trồng phôi á, trồng nó bị ngập nước làm sao ha. Những cái phần rễ ở dưới làm như nó bị úng, nó thúi hết trơn à. Bởi vậy chúng ta sau này chúng ta trồng phôi mà trồng cây á, chúng ta lên mô á, lên mô thì nó mới những cái rễ nó không có bị úng á, không bị thúi á, thì nó mới phát lâu được. Đục á, hồi làm cây này cũng khá là lâu á, đục và trát keo, để keo khô rồi chúng ta ngâm á, ngâm với lại thuốc thì này mình ngâm dưỡng rễ á, dưỡng rễ với lại Ridomin á. Chọn cái chậu nó vừa với cái cây á. Cái này thì mình đo nó là ba tấc rưỡi á, mình lấy cái chậu bắt đầu mình tính lấy chậu hộp xoài á. Đó. Cái hồi kiếm được cái chậu hình chữ nhật nè, chậu đất nung á, vô thì để nuôi luôn đây. Đấy. Cái phôi á, đây như củ khoai mì vậy, thấy không? Cái này thì một phi ở một thùng B á, thì mình cho khoảng là 2 muỗng canan Ridomin Gold á, với lại khoảng 2 muỗng dưỡng rễ. Đó, ngâm á, ngâm trong vòng cả 2-3 tiếng đồng hồ vậy. Ngâm cho nó rút lên vô phôi á. Ngâm cho nó sát trùng rồi, nó diệt ra cái đầu rễ luôn á. Chúng ta không có ngâm thì chúng ta quậy, chúng ta tưới sau cũng được á, nhưng mà ngâm thì nó tối ưu hơn. Rồi, đến lúc mà cách trồng á. Đây, cách trồng thì lót đá nha. Đá bằng miếng lưới, xong rồi lót đá, xong rồi lót rễ dừa. Đây. Sẽ đến lớp chất trồng rồi đặt cây vào thôi á. Chúng ta đặt cái cây chúng ta vào thôi đó. Rồi dùng tay ém chặt ha, ém chặt coi cây nó đừng có bị lung lay á, trong quá trình mà chúng ta di chuyển tưới rồi nó đừng có bị lay gốc ha. Lay gốc như mấy cái rễ non nó mới bung bung mà chúng ta lay gốc nó là nó hư hết rồi ha. Đây, cái này thì nãy mình định hướng là mình sẽ đặt cao á, cao thì cho nó ngóc ngóc cái đầu lên á, để sau này tạo thành cái cây mà trực lắc á. Đó, đặt cao vậy ha. Đó, rồi chúng ta bỏ phần chất trồng, đây là trộn sơ dừa vỏ trấu á. Sơ dừa vỏ trấu thì 50-50 á. Đây. Đây. Thời gian đầu chúng ta cho nó ra rễ đi. Đây. Đây. Cho nó hơi ngóc ngóc lên á. Đây, sau này nó sống nó bự, chúng ta thay chậu bự hơn nha. Ban đầu thì cho cái chậu nó vừa thôi. Đây, chúng ta vừa
trồng xong á, đây, trồng cho cái cây nó cứng cứng á, đó, ém chặt ra. Rồi cái phần đế này á, chúng ta dùng một cái miếng be, chúng ta be lên tới đây á, đó, cho nó giữ ẩm cái gốc. Vì cái này cái có cái rễ đây nó bị úng trong đây ha. Đó, lúc mà trồng thì không thấy rễ bông luôn, cây này không có rễ bông á. Ta phủ lên lớp chất trồng lên tới đây á, cho nó giữ ẩm. Trùm kính lên luôn á, cây này thì nó đã bị bể bầu rồi. Không phải bể bầu mà nó không có rễ bông á. Mấy cái rễ chuột với thúi hết trơn à. Xử lý luôn ha. Vừa bè lên á, này bè tới cái phần thân này luôn á. Rồi, à, trùm kính lại. À, trước khi trùm thì chúng ta tưới nước á, tưới cho đẫm nước luôn. Kính lại á, cho nó giữ ẩm á. Rồi để trong mát. À, sau này nó ra rễ rồi á, ra rễ khoảng chừng một năm sau á, ta tháo cái bè này từ từ á. À, chứ năm nay thì cứ từ từ cho nó ra rễ đi, im gốc á, sống đi là tính sao. Tháo ra này, chúng ta có cái định hướng rồi ha, ghép đây đây bên đây á. Hy vọng á, đây chúng ta hy vọng mà 5 năm sau sẽ được như thế này á. Đầu tiên trồng nó sống trước ha, rồi mới có tới 5 năm á. Cái phôi mình vừa trồng xong á, cái này thì bể bầu thì chúng ta phải quấn kính nè, bể bầu với lại không có rễ bông nè, quấn kính xử lý kỹ á, chứ mà để cái da nó trơ trọi là nó sẽ bị mất nước á, để trong mát. Rồi, này mình sẽ cập nhật tình hình sau á. Còn những cái cây mà chúng ta phá mà không có bể bầu á thì cứ để đại không sao á. Như cây me tè chúng ta không có phá bầu á, còn lá thì chúng ta cứ để đại luôn. Còn khi mà phá bầu rồi chúng ta mới sợ á, phá bầu phải trùm kính kỹ á. Lại á, chúng ta dùng cái bao tủ để che nắng mặt trời á, mặc dù chúng ta để trong mát á nhưng mà nó vẫn có nắng chiếu vô á. Đây tủ kính luôn cho nó không bị mất nước á. Những cái phôi mình trồng đây, rồi, những cái phôi ghép á, trồng sống thì ghép thì nó sẽ khỏe thôi ha. Tủ lại, nay dùng làm một cây á, làm một cây để mà chơi á, đây tốn thời gian rất là lâu á, 4 đến 5 năm thì mới chơi coi là chơi được á, còn 1-2 năm thì nó chịu sức bán thì non eo à. Đấy sức bán như cái này ghép mới có 1 năm mà đó, như thế này á phải nuôi lên nữa. Còn cây mà muốn chơi được á, chơi được thì phải từ 3 năm trở lên á, mà chúng ta chơi nói chung là chơi hoài á thì chúng ta bỏ 1-2 năm đầu chúng ta nuôi á, nó mạnh thì chúng ta chơi hoài luôn. Qua đây cho mọi người xem cái thằng cúc thọ hương nãy buổi chiều nè. Xứng đáng cái cây nay giữa trưa mà trời mưa thẳng vào cái bông luôn nè, rồi nó nắng lên á, kiểu mưa mùng 5 tháng 5 á, bông rất là bự á. Bông bự á, thọ hương nè, nùi luôn ha, bông nó xình nùi luôn nè. Chơi hoài 5 năm 10 năm thì vẫn còn á. Chơi kiểu như phong trào chơi 1-2 năm mà nó ứng lên cái nó rụi á. Giảm kiểu mấy người ta chơi bông sai á, 5 năm 10 năm tại sao người ta chơi được hoài á. Đấy, tại vì người ta chơi là chơi quanh năm luôn, chơi gốc rễ này kia đều á. Bình thường nó không có bông thì người ta còn chơi cái gốc rễ thân cành đều á. Đó, còn cái mai này nào giờ thì chỉ là chơi vào ngày Tết thôi. Đó, thấy đẹp á, thấy đẹp thì chúng ta chơi
quanh năm thì nó mới tồn tại được ha. Thọ hương à, đã chưa? Cây cúc bi cái bên à. Có nhiều anh em nói cúc bi không đẹp bằng cúc thọ hương á, nói chung mỗi hoa mỗi nét á. Cúc bi thì cánh nó xoắn xoắn nè, mà hoa nó rất là dữ á, nó nhiều hoa dữ lắm. Nếu mà xét về độ say hoa thì cúc thọ hương không thể nào bằng cúc bi á. Đó. Trong vòng 3 năm đầu á, 3 năm đầu thì cúc thọ hương không thể nào hoa nó say bằng cây cúc bi á. Đó. Cây thọ hương từ năm thứ tư thứ năm trở đi á, thì nó mới say bông. Đó. Còn cây cúc cây cúc thọ hương năm thứ tư năm thứ năm trở lên nó mới say bông á. Còn cây cúc bi bắt đầu từ năm đầu tiên nó đã say rồi ha. Năm đầu tiên chúng ta ghép thì nó đã say bông rồi. Một năm một là hoa kín hết trơn á. Nói chung cái dòng hoa mai cúc thiền nào nấy cũng gần hao hao gần giống nhau á. Chúng ta nhìn từ xa thì thiền nào nấy cũng một cục hết trơn. Đó, thì lại gần thì cánh hoa nó có chi tiết nó khác chút thôi nhau ha. Khác chút thôi. Rồi, mọi người tham khảo á, tham khảo cách trồng phôi á. Sáng mình có làm cái video qua. Cái video mà chỉnh sửa cây phôi á, nói chung định hình cây phôi á. Đây, thì đây sẵn đây thì mình ghép vô luôn á. Do anh em nào xem rồi thì thôi, anh em nào chưa xem thì có thể coi là đó làm cái ý tưởng để chúng ta làm á, chúng ta làm thì để chơi lâu dài á. Rồi, chúc mọi người làm thật là tốt á. Rồi xin chào. Từng bước á. Ngày chúng ta học chút vậy. À, anh em muốn làm cây nó đẹp á, anh em coi mấy cái mấy chỗ người ta bán bonsai á, bonsai mà kiển xanh á. Bonsai kiển xanh đẹp á. Đây chúng ta coi hoặc đi hội chợ được ha. Chúng ta coi mặc dù nó là cây kiển xanh thì nó dễ nuôi cây mai nhiều á. Chúng ta coi cái dáng thế, coi gốc rễ, phân bố tay cành nữa, chúng ta bắt chước theo. Đó, thì chúng ta làm nó mới đẹp ha. Chứ mai thì nó đã chậm lớn rồi thì ít người làm bonsai lắm á. Làm bonsai thì bán không có tiền nhiều. Đó. Chứ là nó khó nuôi nữa. Đó, còn cây kiển xanh á, kiển xanh thì nó dễ nuôi hơn, những cây sức sống mạnh người ta dễ làm á. Nói chung là chúng ta coi chúng ta học tới tay cành thôi chứ mà nuôi giống như kiển xanh á. Bấm cùi thế này là biết chừng nào mà bán á. Biết chừng nào bán, biết chừng nào chơi á. Rồi xin chào. Chúng ta sẽ ghép đây một bo. Wow. Đấy, còn bên đây chúng ta ghép một. Đây là cái chi số 1 á. Mình lấy nhôm mình định hình trước đi. Cho anh em xem á, anh em nào mới á, còn anh em nào chuyên nghiệp rồi thì bỏ qua ha. Đây, anh em chuyên nghiệp thì nhìn qua là biết rồi. Đây, anh em xem á, đó là cái mặt tiền, sau này chúng ta lôi cái mặt này ra ha. Bên đây cũng cái mặt bên đây nó cũng đẹp lắm nè, nhưng mà nó bị ngược ha. Đưa cái lưng ra, anh em không thích xem mặt này thì cũng được á. Đó. Đấy. Cái mặt này thì nó đưa cái lưng ra ha. Còn mặt này thì nó đưa cái đường cong. Nói chung là ta coi cái mặt này, lấy mặt này làm mặt tiền đi ha. Cái rễ này phải nằm bên đây nữa là đẹp ha. Đó, rễ này nè. Còn cái thân này, nó ngưỡng ngay bên đây rồi. Đấy. Cái rễ này nó phải nằm bên đây á là đẹp nữa ha. Mà kiểu tự nhiên mà. Có làm sao thì chúng ta chơi vậy thôi á. Đó, đầu tiên chúng ta ghép một cái bo ngay chỗ này nha. Làm cái chi số 1 ha. Đây. Minh họa đây. Đó, chỗ này á, chúng ta sẽ bẻ ra. Làm cái chi số 1 ngay chỗ này nha. Chi số 2 chúng ta làm nó ở phía sau á. Ở phía sau. Nó lên trên chút xíu á. Hoặc là chúng ta ghép ở đây chúng ta dẫn ra. Hoặc là chúng ta ghép ăn gian chút xíu á. Chúng ta làm ở phía sau này. Đó.
ha, thấy không? Một ghép đây, hai ghép đây ha. Đây nha. Đó. Ta hình dung mà, đây ghép đây nè. Hoặc ở đây nha. Trên này thì sẽ đẹp hơn nha. Đó. Bắt trước cái cây mà cây mẫu á. Rồi, cái số 3 chúng ta sẽ ghép ngay đây nha. Cái bo số 3 chúng ta sẽ ghép ngay đây. Đó, ngay đây nha. Rồi, chúng ta sẽ dựng ra. Dựng một cái bo cho nó nghiêng nghiêng ngã ngã gì nè ha. Đó, nó thắp lắp lại cái phần thân này. Đó, anh em thấy không? Đó, phần số 4, còn cái ngọn ta sẽ dựng lên nè. Đấy, ngọn ta sẽ dựng lên. Dựng lên chi số 4 á. À, dựng cái ngọn lên nè. Đó, anh em xem ha. Chi 1 nè, chi 2 nè, chi 3 nè. Dựng cái ngọn lên. Chi số 4 thì nó ngang ngang á, gần chi số 1 á. Nằm đây nè. Anh em xem ha. 4 nằm ngay đây nha. Còn cái số 5 á, chúng ta sẽ dựng cái ngọn, cái năm là cái ngọn á, thì từ từ nó phát triển lên. Cái năm đó, đây. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, cái năm là cái ngọn. Cái ngọn chúng ta dựng lên tiếp á. Như vậy làm cây, có cây chúng ta chơi hoài á, khoảng 5 năm, 10 năm sau á. Chơi hoài cái này nó bền á, nó không có bị trùng lấp á. Còn với mà nếu mà chúng ta để cái phôi nó lên á, nó lên chỗ nào chúng ta ghép vào chỗ đó, lên vú lôi xua đây trời, chúng ta ghép á thì chơi nó chung là nó tới đâu, nghĩa là tới đâu thì chơi tới đó đó ha, chứ nó không có còn mà được định hướng ban đầu nữa. Ví dụ như chúng ta ghép đó, chúng ta ghép mà kế bên nhau, bo này kế bên nhau đó, thì sau này nó trùng lấp á, trùng lấp thì nó che thì nó khuất á, khuất nó không có nắng thì nó sẽ bị chết nhánh nè. Đó, thì cây chúng ta lúc đó nó không có còn hình dạng đó. Những năm đầu, một năm đầu, hai năm đầu thì nó rất là đẹp á. Lên bo cái nào ghép cho đó, lên một cái tùm lùm thôi. Đây, cây số 4 nằm đây á. Rồi, cái số 5 á. Số 5 thì từ cái ngọn này. 4 nằm đây, từ ngọn này ta phát triển lên nữa ha. Để sẵn mình làm luôn á. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Đây. Chỗ này dựng cái ngọn lên á. Đó, tiếp tục phân đều đều ra. Nó căn bản là nó như vậy á. Thì những cái nhánh này á, nó không có che nhau á. Nhánh số 1 nè, nhánh số 2 nè, nhánh số 3 nè, nhánh số 4 mà nó không có che nhau á, thì giữ được bốn cái nhánh này á, ở bốn hướng nè. À, chúng ta để ý á, nhánh 1 với là nhánh 3 thì nó vuông góc với nhau á. Đấy, nhánh 2 với lại nhánh 4 á, thì nó gần vuông góc với nhau á. Nó song song á, nó thẳng với nhau á, chứ không phải vuông góc nó tầm 7. À, nhánh 1 với nhánh 2 nè, đó, nó nằm trên một cái trục á. Đó, nhánh 2 với nhánh 4 á, thì nó nằm gần trên một cái trục á. Đó, thì nó sẽ không có bị trùng lấp á. Không bị trùng lấp thì ánh nắng mặt trời nó sẽ tập trung đều á. Nó nhánh này không có chơi nhánh kia thì nó không bị bỏ nhánh á. Không bị bỏ nhánh thì nó mới nuôi lâu được á. Đó, nuôi 5 năm, 10 năm á, vẫn giữ được. Đó, còn khi mà chúng ta ví dụ như đây, chúng ta nó lên tượt đây, tượt đây thì thực đây ta ghép á, đó thì sẽ phân bố không thể nào mà đều được ha. Nhà ta có kéo ra thì nó cũng không có đều ban đầu chúng ta hình dung á. Đó, chơi 5 năm, 10 năm sau á, như cây này nè, chơi được 5 năm rồi nè, thì vậy nó mới bền được ha. Đó, anh em xem á, 5 năm, 10 năm sau thì cây này nó vẫn giữ dáng á.